Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 19 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Kiểm tra công tác hộ tịch chứng thực tại huyện Vĩnh Tường. Các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa năm 2014. Một cán bộ truyền thanh cơ sở tâm huyết với nghề. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng thư điện tử công vụ phục vụ công tác gửi văn bản trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tại buổi tập huấn, cán bộ các đơn vị được hướng dẫn cách đăng nhập, tạo sổ địa chỉ, cách tự động gửi email thông báo đã nhận thư, tra cứu văn bản đi, các nhóm đối tượng sử dụng văn bản như lãnh đạo, văn thư, chuyên viên và quản trị hệ thống, cách sử dụng an toàn hòm thư, xử lý một số tình huống thường gặp khi làm việc bằng thư điện tử. Ngoài ra, các cán bộ còn được hướng dẫn thực hiện hoàn chỉnh quy trình văn bản đi cho các cơ quan bao gồm thông tin chính, quá trình xử lý, quản lý tệp nội dung và liên kết văn bản, báo cáo văn bản đi cơ quan. Qua lớp tập huấn, giúp các cán bộ cơ quan nhà nước của huyện nâng cao kỹ năng trong sử dụng thư điện tử công vụ, đáp ứng nhu cầu thực thi công vụ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính trong các cơ quan trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra công tác hộ tịch chứng thực Cục Hộ tịch phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra công tác hộ tịch chứng thực 6 tháng đầu năm 2014 và những năm trước tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh và Ủy ban nhân dân xã Việt Xuân. Công tác hộ tịch chứng thực trên địa bàn huyện luôn được Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và quan tâm bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cơ sở đủ số lượng, có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, có sự đầu tư về nhân sự, cơ sở vật chất. Các hồ sơ, sổ sách được lưu trữ khoa học, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực đã được triển khai tại 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra đã trao đổi, trả lời trực tiếp những vướng mắc của địa phương trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực. Đồng thời, thông báo tiến độ triển khai công tác xây dựng luật hộ tịch đến các cán bộ tư pháp tại địa phương. Đoàn kiểm tra cũng đã trao cho mỗi bộ phận tư pháp hộ tịch của hai xã Vĩnh Thịnh và Việt Xuân một máy tính để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hộ tịch. Chuyển sang những thông tin về tình hình khắc phục diện tích lúa bị thiệt hại sau cơn bão số 3 và công tác thu hoạch lúa ở một số địa phương. Cơn bão số 3 đã khiến nhiều diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch của bà con nông dân huyện Bình Xuyên bị đổ rạp. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa bão, dựng lại những diện tích lúa đổ, ổn định sản xuất cho người dân. Với những khu vực đồng trũng, các địa phương đã chủ động phương án tiêu úng, bơm tháo nước kịp thời, chủ động gạn tháo nước đệm trên các sông, hệ thống kênh mương nội đồng. Đồng thời, bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp với điều kiện sản xuất cho từng vụ, tăng diện tích giống lúa chống đổ tốt cho năng suất hiệu quả cao, giảm diện tích lúa chịu hạn chống đổ kém hiệu quả không cao. Đối với những diện tích lúa đổ đã chín, lúa không đổ đến kỳ thu hoạch, huyện đã chỉ đạo bà con nhân dân khẩn trương thu hoạch, đảm bảo năng suất, chất lượng. Bà con nông dân xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô cũng đang tập trung xuống đồng đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa để khẩn trương gieo trồng các loại cây vụ đông. Với phương châm thu hoạch đến đâu, trồng màu đến đó. Theo kế hoạch gieo trồng vụ đông, xã Bạch Lưu tập trung trồng ngô, khoai lang và một số cây rau màu khác đã trồng nhiều năm phù hợp với đồng đất địa phương cho năng suất cao. Hiện nay bà con đã chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, nước tưới để phục vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo trồng cây vụ đông trong tháng 10 năm 2014. Vụ mùa năm nay, phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên gieo cấy gần 500 hecta với các giống lúa chủ lực Khang Dân 18, Nếp 352, Vũ Dì 3 và một số giống lúa mới. Ngay từ đầu vụ, chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con gieo cấy theo đúng thời vụ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Năng suất lúa vụ mùa của địa phương ước đạt hơn 44 tạ một hecta, sản lượng đạt trên 1.800 tấn. Sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa,
Phường Hội Hợp sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân tiến hành làm đất sản xuất vụ đông, phấn đấu gieo trồng hết 100% diện tích đất canh tác. Vụ mùa năm nay, thị trấn Vĩnh Tường gieo cấy các giống lúa QR1, RVT, HT1, Khang Dân 18 và một số giống lúa mới chất lượng cao như GS747, lúa mới DQ11, Hải Dương Thơm 8, QR15. Tính đến thời điểm này, toàn thị trấn đã thu hoạch được trên 50% diện tích trên các thửa ruộng gieo cấy sớm. Nhờ chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, vụ mùa năm nay của thị trấn ước đạt từ 45 đến 50 tạ một hecta. Bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 để gieo cấy vụ đông đúng khung lịch thời vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy thị trấn Lập Thạch đã tập trung cải cách thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa, chấn chỉnh tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy thị trấn. Từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp, đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt. Đổi mới tác phong sinh hoạt và chất lượng làm việc của cấp ủy cơ sở. Các cán bộ công chức thị trấn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan. Các thủ tục hành chính được cán bộ một cửa giải quyết nhanh gọn, đúng luật, không có tình trạng công dân chờ đợi, mất thời gian khi tới làm việc. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của thị trấn đã tiếp gần 900 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 47 hồ sơ liên quan đến đất đai, tiến hành khai sinh cho 214 trường hợp, khai tử cho 32 trường hợp, cấp giấy chứng nhận kết hôn cho 47 trường hợp. Đối với cán bộ công chức thực hiện nghiêm tác phong lề lối làm việc cũng như là thái độ phục vụ đối với tiếp xúc với công dân, đặc biệt là bộ phận một cửa giải quyết các giấy tờ, các hồ sơ cho các công dân nhanh gọn, thuận tiện. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc sửa đổi lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong của đội ngũ cán bộ ở Đảng ủy thị trấn Lập Thạch. Trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền của Đài Truyền thanh xã Minh Quang đã góp phần nâng cao dân trí, là kênh thông tin không thể thiếu trong đời sống xã hội của địa phương để xây dựng phát triển kinh tế văn hóa trên địa bàn. Trong kết quả hoạt động của Đài Truyền thanh xã, có một phần đóng góp không nhỏ của ông Diệp Anh Lù, cán bộ đài từ năm 1985 đến nay. Ông Lù năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trước đây, ông Lù là giáo viên cấp 2. Sau khi xin nghỉ chế độ một lần, được sự tín nhiệm của lãnh đạo và nhân dân xã Minh Quang, ông được giao nhiệm vụ làm cán bộ đài truyền thanh của xã. Với kinh nghiệm trong những năm tháng dạy học, ông đã xây dựng, biên tập các chương trình phát thanh của địa phương, được bà con nhân dân trên địa bàn xã Minh Quang yêu mến. Qua đài truyền thanh Minh Quang này thì chúng tôi nắm bắt được rất nhiều những cái chương trình và những cái chính sách trên đưa về. Đối với đồng chí Diệp Văn Lưu thì xin báo cáo với đồng chí là làm một đồng chí là có rất là nhiều cái tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trong công tác là truyền thanh của xã Minh Quang, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Qua đài truyền thanh xã, mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đều đến được người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài sự tận tâm về nghề, ông Lưu còn sử dụng tất cả kinh nghiệm vốn có của mình, không ngừng trau dồi kiến thức từ sách báo, thực tiễn cuộc sống. Gần 30 năm gắn bó với nghề, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, không kể nắng, mưa, gió, bão, đài truyền thanh xã Minh Quang luôn đảm bảo tiếp âm, tiếp sóng đầy đủ các chương trình phát thanh theo quy định. Mỗi tuần, đài truyền thanh xã Minh Quang còn xây dựng từ 3 đến 4 chương trình, có thời lượng 25 phút, với nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh được nhiều hoạt động diễn ra tại địa phương. Ông Lưu đảm nhận tất cả các công việc như kiểm tra, sửa chữa máy truyền thanh, viết tin, bài, biên tập, đọc chương trình, trang âm, khánh tiết, phục vụ các chương trình, hội nghị của địa phương. Chúng tôi muốn kiến nghị một vấn đề, tức là do đặc thù của nhân dân xã Minh Quang là dân cư là ở rải rác, cho nên là muốn đề tờ trình, tức là với chủ tịch xã là bổ sung 4 đến 5 cụm thu nữa, để tức là làm sao mà phổ biến đến nhân dân cái đường lối chính sách và tất cả mọi vấn đề của địa phương được tốt hơn. Nhưng vì kinh phí của xã có hạn hẹp, bởi vì chúng tôi cũng kiến nghị và đề nghị với chuyên ngành của đài truyền thanh huyện, tỉnh và các cơ quan chức năng như ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm và hỗ trợ kinh phí để chúng tôi phục vụ nhân dân tốt hơn. Với sự năng nổ, nhiệt tình, tận tâm với nghề của ông Lưu, những năm qua đài truyền thanh xã Minh Quang đã được đánh giá là đài truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn huyện.
cá nhân ông Diệp Anh Lưu đã nhiều lần được tuyên dương khen thưởng. Ông Lưu còn được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.